Tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Tôi nói vô mặt những kẻ bất lương mà tấn công tôi, mà lợi dụng tiền bạc tới mọi cái xúc phạm làm nhục vô lễ đối với một trái tấu tôm này, sống quân tử người bệnh tật cô thế, làm đủ trò để mà kêu bằng tổn thương tôi cũng phải trả ra một cái giá. Năm xưa thằng Tường hàng xóm ở Việt Nam mượn tiền của tôi xài rồi đi đánh bài, lợi dụng tiền của tôi rồi chết ở xa lộ, bị đụng xe, bị tai nạn xe Honda chết thê thảm, nằm cái xác bị lột sạch đó, cái mình còn cái quần xà lỏn thôi. Thằng Tường hàng xóm á, người láng giềng của tôi, thấy nhà nó nghèo tội nghiệp nên tôi mới đem tiền để dành, tôi cho nó mượn. Nó đi làm có tiền lương rồi nó trả lại, và nó bị đụng xe nó chết. Lúc đó nó có nó ở bên nhà của nó, tôi thấy có bạn gái, nó cặp bồ với con nhỏ bạn gái của nó rồi lấy tiền của tôi. Những kẻ nào mà đụng tới tiền bạc mà lợi dụng rồi hãm hại, lợi dụng của tôi người thật thà, thì trước sau gì cũng trả ra một cái giá. Cho nên nó liệu hồn mà ăn cắp tiền nhà băng của trái tấu tôm này, tiền bệnh tật, tiền của tôi sống để mà chi trả, ăn cắp 3.200 mấy chục đồng ở trong cái nhà băng. Để tôi coi lại mấy đồng lẻ, tôi chỉ biết là tôi nhìn cái chặn mà tôi nói chuyện, còn bên thẻ tín dụng mà tôi làm biết tôi chưa có kiểm tra. Hèn chi mà cái nhà băng của tôi cứ bị lủng tiền, tự nhiên tôi cứ phải đền tiền trả tiền, mà tôi ít có xài tiền. Mấy tháng nay từ khi dọn vô cái phòng này, tôi đi chợ rất là ít, ngoài mua đồ ăn thôi, ngoài mua đồ ăn chứ còn xài là không có xài rồi. Mới đây là mới mua một chút ít đồ ở bên cái tiệm Timu thôi, ngoài ra tôi chẳng có mua sắm gì nổi. Tivi để tôi còn đi lượm cái tivi trong thùng rác tôi xài tạm, chứ đừng nói coi như ngó qua có lại đồ xài, không có cái gì hết ngoài là đồ ăn các bé sốc, đồ ăn cho mấy em sốc ở ngoài cửa thôi. Tôi làm phước thôi thì trong tiền bệnh tật mà sau tháng nào tôi cũng trả tiền nhà băng rất là nhiều, mà tôi là có cái tật là tôi không có kiểm tra tiền nhà băng làm gì, kiểm tra nhức cái đầu từng sen từng cắt, tôi không có thói quen đó. Rồi tôi ngồi đây tôi thấy ủa sao nhà băng mình cứ lủng tiền hoài, tôi coi lại lấy tiền nhà băng của tôi xài. Ăn cắp á, thì ăn cắp ít người ta còn không để ý, chứ dòng cái thứ mà lưu manh mà ăn cắp số nhiều là đóng cái nhà băng lại á, thì mày chơi cái mõm chó. Đói quá rồi, đói tới mức độ chân tay bẩn mà không đi ra ngoài đi lao động đi kiếm tiền mà hèn hạ, mà đi vô nhà băng của người bệnh tật, mà đi ăn cắp tiền của người tàn tật, người bệnh tật, người neo đơn, người khó khăn, người đường cùng mà còn không nhà cửa, vô gia cư, người mà kêu bằng sống không còn gì khổ nữa để diễn tả. Nó nhục lắm, nó hèn lắm. Ăn của cái đồng tiền người bệnh tật, người bất hạnh, 18 con ốc y học ở trong người của người ta, sống với một cái bệnh trầm cảm, bệnh xương hàm mặt, hay là cái bệnh nhịp tim của người ta, bệnh tứ chi trên người người ta không khỏe mạnh để đi làm dễ dàng. Một người bệnh tật không đi làm dễ dàng, khổ sở và dằn vặt tàn phai nhan sắc ở đây. Lương tâm tự trọng tự ái của một con người đang nó rất đau lòng ở đây, tổn thương mà muốn đi ra đi làm ở đây, tại vì nó kẹt. Chẳng qua là vì cái thời tiết nó quá lạnh phải coi lại, chứ còn nóng tách mà bốc đồng lên thì tự mình làm khổ mình, tự mình hành xác mình thôi. Đi làm nó phải hơn cái đồng tiền, bệnh tật là đương nhiên rồi, làm sao mà cái sức khỏe nó đảm bảo mới dám đi ra. Đang phân vân, đang đấu tranh với bản thân mà đấu tranh hoài cả chục năm nay chưa xong. Không có gì nhục bằng, tồi tệ bằng đi vô nhà băng tài khoản của người bệnh tật đi lấy tiền, mà đi lấy tiền một cách nhục nhã trơ trẽn mà xài trên cái tiền bệnh tật, thì trời nào mà dung, đất nào mà tha. Hồi lúc trước gửi cái thùng búp bê á, đưa ra cho Sơn cho kiếm tiền sống, là quay lại là bắt đầu là giật cái thùng búp bê luôn rồi, lấy lý này lý kia gạt tiền, giật tiền từng kẻ một, lấy lý này lý kia. Cũng như cái bà mẹ của Ngọc Sơn, con mà không lấy vợ thì bà lấy tiền của người ta là bà lừa đảo đó chứ còn gì nữa. Nói cái lý gì bà cái thứ tham tiền, bà cái con người thất đức. Người ta cho tiền là người ta làm phước, thấy con bà bị thằng Quý Ngọc
nó ăn rồi nó rình rập trong điện thoại, trong máy của tôi. Rồi nó lên báo thúc, nó làm cái giọng ra vẻ như nó gia trưởng lên đầu thằng con tâm thần của bà. Để con tâm thần mà dạy con, bà lên ngồi báo thúc đi dạy người ta, chửi bà tôi là con tâm thần. Trong cái đó thằng con bà là cái thằng tâm thần. Chính thằng con bà là cái thằng tâm thần rồi háo danh, háo quyền lực, háo báo thúc bá giang hồ mạng. Ca nhạc sĩ mà tối ngày game gú với giang hồ mạng, mở cái phòng chửi người ta, thành khẩu đất hại sát phàm. Người ta nói cái câu khẩu nghiệp mà nó hại mình, gieo ra cái khẩu nghiệp, mở cái phòng nhúc độc độc ác, lấy tên trái tổ thơm ra làm nhục. Làm nhục với lại sĩ nhục người nổi tiếng, người ân nhân, người nạn nhân của mình. Thì cái nghiệp gieo vô cái quả vô người bà. Bà đã đẻ con ra mà thất đức, thằng con bà bị tâm thần rồi. Bà không biết cái giáo dục con bà. Bà thả con bà ra loạn xã hội, bà làm gì là Bồ Tát. Bà dạy con bà ngồi cái báo tốt câu tôi làm người yêu. Rồi bà đớp tiền của tôi, con mà đớp danh. Hai mẹ con mà độc ác tàn nhẫn vô cảm. Ai mà chửi tôi là mẹ con mà hốt vô trong nhà. Thì những cái lời nguyền rủa của quần chúng dân oan hay tôi là dân oan. Thì bà và con mà ăn cái nghiệp. Có ai nói cái gì tầm bậy đâu mà còn thù ghét tôi. Sao nguyên cái báo tốt tấn công đánh con bà đó bà không ngon. Bà với thằng Quý Ngọc hay những người mở đích Ngọc Sơn, sao không ngon lên lấy công đạo mở phòng cho Ngọc Sơn, rồi binh vực Ngọc Sơn bảo vệ với tôi. Còn cái này á, làm ơn bắt quét bảo vệ. Mà từ lúc một cái thằng quèn mở phòng 20 khách, thấy làm không lại người ta, một cái thằng nhà quê lên tỉnh, một thằng mấy cái Việt Nam học đòi làm vua làm trùm làm cha, mở cái phòng ế người ta giúp cho, làm không lại người ta cho làm hoa đì làm người yêu, gọi tên chứ có biết mặt mũi thằng nào. Tối ngày cà đọc cà đạch, nó làm cái giọng như sợ á, mất gái, mất tiền, mất danh, mất tiếng, mất chỗ ngồi, ích kỷ, sân si. Nhà giàu giác vàng điện ngọc cung son mà ăn rồi đi lên, sân si với cái đám rác xã hội, cái đám phòng giang hồ bệnh hoạn, cái đám chó của tôi nuôi. Một nhà giàu giác vàng điện ngọc cung son khoe nhạc bạc tỷ, bạc triệu ở Việt Nam, ghê gớm, quyền lực trùm tối cao, mà quyền lực gì mở phòng đi ăn hiếp một người bệnh tật, đi chửi vào một người bệnh tật, đi ăn mài cái bóc người bệnh tật, đi lợi dụng người bệnh tật làm đề tài. Từ khi Ngọc Sơn mở phòng cho tới sau này, có khi nào cái phòng của Ngọc Sơn, mấy con chó của Ngọc Sơn nuôi, mấy con đĩ của Ngọc Sơn mà không nhắc tới tên trái tóc thơm này. Kể bả cái bà mẹ của Ngọc Sơn ở Việt Nam mà ngon lành, có uy tín, nhà có quyền lực ghê gớt ngon lành, thì tại sao phải mượn quân, phải mượn tôi làm cái đề tài, mượn tôi để bà gài tiền thằng Quý Ngọc, lấy lòng khích thằng Quý Ngọc để thằng Quý Ngọc có thù ghét. Nó sẵn là cái thằng tiểu nhân ganh tị với tôi, và nó lấy tôi ra làm nạn nhân. Mặc kệ tôi sống chết là hai mẹ con lấy tiền thằng Quý Ngọc, thằng con thì lấy cái quyền lực chỉ tay thằng Quý Ngọc làm đại ca với đàn anh. Nếu có uy tín thì cần gì phải lợi dụng một trái tốt thơm này để nhữ tiền, nhữ tiết, nhữ quyền lực. Chửi ở đây là tính cách giáo dục, là cách sống thấp hèn, cách sống ích kỷ, cách sống tiểu nhân, mọi rợ mang di côn đồ. Một nhà giàu giác vàng điện ngọc cung son, giàu ngon làm từ thiện, phát gạo cho người ta coi lấy bằng làm từ thiện, mà sao cứ lên chết đói vào cái đám chó của tôi nuôi. Mà cái đám chó của tôi nuôi tại Bao Thoát đã ăn mài, đã đói mở phòng ế, mở phòng ế đi ăn mài tôi. Ăn mài xong rồi ngồi chửi trả năm này qua tháng kia. Rồi một thằng ca nhạc sĩ lên ăn mài, ăn theo thị trường, kêu thằng Quý Ngọc vô để mở phòng, mở phòng để hai thằng chia nhau. Thằng thì lấy tiền lấy gái, thằng thì lấy danh lấy quyền lực. Hai thằng ăn rong ăn rơ nhau, lên gài tôi làm chị ba, làm người yêu lợi dụng, ăn cái chép cơm của tôi nuôi. Mà tại sao phải quay ngược lại các chủ tối gà trả thù trên cái YouTube này là sao? Để bịt miệng rồi dắt vô trong cái bao thoát côn đồ để thể cái gì? Bây giờ mà đi vô bao thoát thì trả cái bao thoát ai nhắc tên? Còn trái tóc thơm này, còn thời của một trái tóc thơm, ăn theo trái tóc thơm này mà sống thì có cơm có gạo, có quyền lực, có quyền lợi, có nhu cầu, có cái sự ảnh hưởng, ăn theo một người nổi tiếng, một người có uy tín, có thời thế người ta cho ăn mài theo cái thời thế người ta. Ngồi YouTube này cũng ăn mài cái thời thế tôi cho YouTube này. Tôi không độ nữa thì trang mạng YouTube này những người nào mà ăn theo 20 năm tên tuổi của tôi qua đây thì cũng từ từ bại liệt, cũng thân bại danh liệt, bởi vì ăn theo cái thời của tôi. Mà thời của tôi mà tôi không cho nữa, tôi dẹp hết cái kênh, tôi không làm gì nữa thì biết à. Ăn cắp thì người bệnh tật nó nhục lắm.
dòng tới cái đồng tiền của người tàn tật, người bất hạnh, người neo đơn, người trầm cảm, mà đi ăn cướp, ăn giật, ăn giành. Không, vô bao tốt người ta cho có chút tiền lên danh tỷ, sao phải cho con táo? Một người ta công quả cho ăn mài khắp thiên hạ những cái rum đông, thì quần chúng nhớ công ơn đó là tiền lịch sự, biết điều, biết ơn. Ở đâu trở thành tiền ăn mài, cho dù là trái tóc thơm này hôm nay có khó khăn cần tiền, mà nhận cái đồng tiền mà cho rằng là đi ăn mài cũng xứng đáng. Ăn mài để nuôi các bé sót, chứ có ăn mài nuôi tôi đâu mà nhục. Ăn mài nuôi các em thú hoang dã, những em thú gãy đuôi, những em thú bị gãy á chân gãy tay, những em thú tàn tật tại cửa này cần một bữa ăn, một tình thương của một con người. Những em thú hoang dã tội nghiệp đói từng bữa ăn, mỗi ngày tới xin ăn ở đây ngày mấy bữa, tiền bệnh tật làm á không ra tiền thì á mượn quân, ai cho được thì là cái phước của người cho tiền. Tại vì cho là cho những bữa ăn các bé sốc, nhìn bề ngoài là cho trái tóc tôm này, mà tất cả là cho các bé sốc. Còn trái tóc tôm này làm chỉ ba cho Ngọc Sơn, làm chỉ ba là chỉ vinh quang cho cái sự nước mắt của tôi, niềm đau của tôi và tất cả bất hạnh của tôi, để rồi Ngọc Sơn ăn ngặt bạc được quyền lực, được sự tôn trọng. Còn tất cả những thấp hèn, những sự làm nhục là hướng về tôi, mà công quả là của tôi cho một thằng Ngọc Sơn. Đợi làm người đừng có làm trò điếu giả cái mặt này, mặt nhà này. Ăn cơm của tôi nuôi phải biết cái phần chủ tớ. Nói cho cùng thì hôm nay sau 16 năm, Ngọc Sơn vẫn là con chó của tôi nuôi, vẫy đuôi cắn chủ tại mặt tôi. Mẹ của một bà Kim Long á, của Ngọc Sơn cũng vậy. Bà ăn ké thằng con, bà không phải là cái dân bao thoát. Bà chẳng là cái gì mà bà có quyền mà xiết vào cái địa bàn bao thoát của tôi. Bà ăn cơm bao thoát với thằng Quý Ngọc thì bà ở đâu ra? Tôi ở giúp là tôi giúp cái thằng con của bà, rồi bà nhờ thằng con bà đu theo thằng con bà mới biết tôi, bà đu qua tôi để bà có này có kia, bà gặp được á người này người kia, bà lớn giọng với ai? Sao mày lúc mà thằng Quý Ngọc bỏ tù con bà đó, chơi chết con bà, bỏ xì ke đó, bao thoát đánh con bà, sao bà không ngon bà làm quyền lực với gái mẹ với thái hậu? Lúc trả cái bao thoát đạp con bà ra đường như một con chó đó, sao bà ở trong Việt Nam mà căng cái họng là bà không lên bao thoát bà ngon bà làm cái mẹ? Lúc mà người ta đánh con bà cả một cái thế giới online bầu trời internet này nè, 1-2 năm nay chuyện Hồ Văn Cường đó, con bà ăn téo thị trường nhảy ra bính thằng Hồ Văn Cường hồi làm bác ba đó, sao bà không chơi bàn thờ bà nhảy xuống? Hay là những người mà đi ăn theo Ngọc Sơn mà đất vào cái kênh của nè bởi đất, bà đặt cái trò mà kêu bằng bịt miệng. Ở đời này nói về tâm linh, về cái đức, sốc là cái tự thực tế thì bịt miệng được không? Mở một cái là trả thù, mà có ai làm gì đâu trả thù. Làm ơn bắt quát chỉ vì một cái tôi, ngồi cho làm chỉ ba, anh ba bước lên cái đỉnh cao của một cái nơi ngồi được tôn trọng, không bỏ một cách từ con tới bà mẹ, bỏ một cách nào đâu. Tội lên xạo xạo cho tiền thằng Quý Ngọc đi đánh bài làm giàu, hay cho cái đám đĩ động thú ở trong bao thoát sơn nít sơn rung cho ngồi tụ tập, hay cho cái đám ăn mài Việt Nam, cái đám ăn mài ở trong Việt Nam mà không có một thằng Ngọc Sơn ăn mài cái bao thoát, muốn làm vua, làm trùm xã hội đen, làm trùm giang hồ mạng, làm trùm mà động đĩ động thú động giang hồ mới chịu. Trong lúc đó tôi cực khổ, tôi tiêu diệt, tôi trị, tôi khống chế tình hình online, tôi nhu cương, tôi cho được cơ hội sáng tối, tôi cho làm một cái sự mà kêu bằng biết sửa đổi. Nhiều lần tôi tha mà làm lặp đi lặp lại, không cần tôi ra tay khẩu nghiệp nào, không cần cái miệng tôi phải nặng lời, thì ông trời cũng khiến trong cái mùa Covid cũng khiến từ từ nó sập hết. Bởi vì nó gieo nhân nào nó gặt quả đó. Cái rum đó đông nhờ một trái tóc thơm này cho ăn cơm, thì không còn tôi cho nữa thì nó sập. Đơn giản như vậy. Thực tế ăn mài của một trái tóc tôm này đi qua tại cái phòng năn nỉ xuất hiện giúp, vừa xuất hiện một cái nhờ tôi cho cái duyên mà nó đông lên cái rum, nhờ tôi cho chết cơm bánh áp mà quay lại đồ rẻ tiền. Bao năm qua ăn cái tiền bao tốt ngặt mặt mà không có một cái sự biết ơn, chỉ chửi trả cắn chủ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, kể cả mẹ con của Ngọc Sơn, dắt tay với thằng Nguyễn Ngọc thông đồng để tối ngày gài tôi để làm nhục. Mà đi làm nhục người khác thì cái nghiệp nó quật, nhà có người chết chùm, nhà có người chết thành xác, nhà có người chết cách ly mà bị cô lập cô độc không nhìn mặt nhau. Cái chết nó nói lên tất cả cái cách sống đó.
chứ nói ai mà độc mồm độc miệng. Hãy chấp nhận sự thật mà thức tỉnh những cái bậy của mình. Nói ở đây để cho coi mình ở đâu ra. Vào lúc mà tôi nằm đường, tôi đang lo cho các bé sốc, các em thú hoang dã vô tội, tôi không rớ tới thì tôi không bị chuyện, mà tôi rớ tới cái là tôi bị mất tật mang. Cũng như tôi chưa bao giờ biết Ngọc Sơn là ai, thì tôi chẳng ai dám đụng tới nhà băng hay địa chỉ nhà đời tư. Mà vừa đụng tới giúp Ngọc Sơn cho làm chị ba anh ba cứu giá là bắt đầu tôi bị tới tấp. Đến Việt Nam á, tôi bị trợt cái chân, tôi té cái đầu gối của tôi. Cái đầu gối này nè, mà vì một Ngọc Sơn mà đến Việt Nam ngay cái khách sạn mà tôi trợt té, do bà Kim Loan làm tôi bị. Bà hối, bà thúc tôi sáng sớm, bà kêu tôi ra, bà nhớ tôi, bà đòi gặp để đi ăn sáng chung. Mới có 5 giờ mấy, 6 giờ sáng giờ Việt Nam, mà tôi từ bên Mỹ về, tôi khát giờ, khát múi giờ. Tôi lại cầm mất ăn mất ngủ, tôi tới Việt Nam mới có 5 giờ mấy, 6 giờ sáng, bà ra khách sạn bà bắt tôi phải tiếp bà. Bà dựng đầu tôi dậy, tôi trợt té cái khách sạn. Tôi vì bà mà tôi té tại cái khách sạn. Đi ra ăn uống với bà, tôi đã là người không muốn gặp ai, bà bắt tôi phải đi với bà gặp cái thằng tài xế người ở trong nhà của bà. Rồi cái thằng người tình của bà, người ở của bà dê tôi, dê tôi sau lưng bà tại khách sạn, để tôi kể cho Ngọc Sơn biết. Đòi coi vú tôi ở trong khách sạn, đòi sờ mó tôi, đòi giả dê tôi, đòi cặp bồ cặp bịch với tôi, rồi rủ tôi đi mở, đi chỗ khác mướn khách sạn sau lưng bà. Người tình của bà kêu tôi đi kiếm khách sạn khác thuê, đừng cho bà biết, đừng nói chuyện tiền bạc với bà. Bà là một người rất tham tiền, bà là một người rất là chỉ sống vì tiền. Thằng người tình bà, thằng người tài xế bà nó kể với tôi nó. Còn chưa kể tới là thằng tài xế người tình của bà nói bà ghen với tôi, mà thái độ của bà ra mặt bà ghen thật. Rồi thằng Quý Ngọc cũng vậy, ngồi cái bao tóc ghen với tôi. Tất cả là do một thằng khốn nạn Ngọc Sơn ích kỷ mày. Rồi tao được là cái gì hả mày? Tao được là cái gì đâu, bao nhiêu năm nay tao cứu mày. Trước khi mà nói tao mất giả, tao hỗn hào, thì mày là ai mà tao hỗn? Mày dạy cả cái bao tóc mày dạy. Thằng Quý Ngọc mày dạy mẹ mày hỗn với tao vậy, mày có coi là cái tư cách của mày không? Chị ba anh ba chung cho mày được lời. Mày không có một cách mày được quảng cáo chùa. Ở ngoài đời mà quảng cáo bỏ tiền bạc tỷ, bạc triệu, bạc ngàn. Giống như mày chơi với thằng Hồn Văn Cường đó, làm ăn với thằng Hồn Văn Cường bở đích, cũng phải chung chi này kia cho thằng Hồn Văn Cường với cha mẹ dòng họ đó, đắp phan của nó bỏ tiền ra để mua lấy cái lòng, cho tiền thằng Quý Ngọc để lấy lòng. Nó ngồi nó làm thủ quỹ, làm quản gia, tốn tiền bạc ngàn, bạc tỷ cho nó đi đánh bài, làm giàu, ăn chơi xa xí, rồi mua nhà tậu đất, đi chơi đỉ tại kia sung sướng. Còn trong cái đó cái này người ta giúp có, không có một cách mà còn gọi bài đặt á, làm thành tội nhân. Còn bài đặt gọi làm phạt đồ, bài đặt á tôi đây là tội phạm trị này trị kia trả thù. Làm gì thù gì mà trả? Chỉ vì muốn ăn cái chết cơ bao tóp mà trở thành là kẻ thù. Bởi vì cả con đường mà đi xì ke lắc liếc, mở động đỉ, động thuốc, động giang hồ, động mại dâm, không cho mở động giang hồ là vì một ca nhạc sĩ của một cái sự nghiệp, chỉ vì làm ơn mắt quát. Hãy mà nếu mà muốn ăn cơm bông tốt thì đừng có, đừng làm ca nhạc sĩ nữa, thì thôi bỏ đi, mở động đi cho nó là như người ta đi. Muốn đội làm chùm làm vua mà bất tài vô dụng, mở đâu là sạch đó, làm ăn thì thất bại. Giao thiệp với thằng Quý Ngọc, người thằng Quý Ngọc bị chửi cho một con chó cả bông tốt tẩy chai thằng Quý Ngọc. Tiền bao tóp là tiền của trái con tôm này cho thằng Quý Ngọc, chứ còn tiền nào của mẹ con Ngọc Sơn cho một mình? Ở trong nhà mất được bao nhiêu tiền, rồi câu lại trên cái bao tóp bao nhiêu tiền? Thằng Quý Ngọc ở giữa đắc lợi gương ông, tự nhiên một trái con tôm này nhảy ra cho làm chị ba anh ba, rồi cái cho thằng Quý Ngọc làm giàu, đi giúp một thằng Ngọc Sơn, xong tự nhiên cho cái bao tóp làm giàu, cho một cái thằng Quý Ngọc làm giàu, và chửi vô mặt cho một quái con bạn Kim Lô móc tiền làm giàu ăn chơi sung sướng để chửi với mặt tôi. Đời làm người đừng có tưởng người ta ngu. Tôi nhận nó có một mức độ. Thằng Tường chết á, mượn tiền của tôi đi đánh bài, lấy tiền tôi đi đánh bài không trả, chết còn thiếu nợ tiền của tôi, mà ôm gái có bạn gái ngay mặt tôi. Thì bà Kim Long bà chết tiền á, bà làm mai tôi cho Ngọc Sơn. Tiền á tôi cho nhà bà là vì tôi thấy thằng Quý Ngọc nó chơi gác, nó hỗn, nó ăn hiếp con bà, nó mất dạy với tôi,
nó ở giữa tôi với con bà đó, tối ngày nó rình rập điện thoại của tôi bên Mỹ này. Bà và con bà giao kèm với tôi mà tối ngày để điện thoại của tôi cho người khác nghe. Vậy bà cái tư cách gì người ta nể mà nói người ta mất dạy, hay là mẹ con bà mất dạy? Giao thiệp với tôi mà không có cái tâm ác, tâm độc, tâm dơ thì làm gì phải rình rập tôi mà vô cả cái máy của tôi để mà lấy đời tôi của tôi đào bới rồi tung ra trên báo thoát vậy? Mượn tôi ra làm con với lại con dâu và người yêu kiếm cơm. Mở phòng có lúc nào không gọi tên trái tốt thơm này. Ăn mài vào cái bóng tên tuổi của người ta phải biết điều. Biết tôi là một người không có cho chấp nhận gì bắt cái game bậy bạ. Làm ăn giao tiệp gì với do báo thuốc và thằng Quý Ngọc. Mà tối ngày lợi dụng người ta chửi tôi là bắt đầu ở Việt Nam mở cửa. Làm giàu bằng những cái sự chửi bào tôi. Ân quán tình thù lên binh. Binh để thể hiện cái quyền lực. Là một người có quyền lực tối cao. Mà tối cao gì? Tối cao ở cái phòng riêng của một con người chứ làm gì một cái trang mạng cộng đồng trang mạng báo thuốc. Báo thuốc người ta chỉ nể mặt tôi sợ tôi. Tại vì sốc nhờ cơm ở tôi nuôi. Chứ báo thuốc là mà nể một thằng Ngọc Sơn, một thằng ca sĩ, một thằng anh ba quèn nào. Cái phòng Star World TV chỉ là một cái động đĩ, động thuốc, động giang hồ mất dạy. Một cái động mà người ta quyền rủa tẩy chay. Một cái động nằm trong cái hồ sơ tiền án. Chống cộng một cái động mà cái bằng thác đoạn ăn chơi. Bị lên án, bị tẩy chay, bị quyền rủa mỗi ngày. Bị người ta nói tới là kẻ thù nhiều hơn người tôn trọng. Một cái phòng mà ăn rồi tối ngày mãi dâm. Một cái phòng côn đồ mất dạy, tối ngày chửi người này xúc phạm người kia. Thậm chí lấy tôi một người bệnh tật ra để phân tích cơ thể. Mỉa mai chấm biếm, cười nhạo, khinh khi người qua lớp áo. Biết bao nhiêu cái tội lỗi. Làm bậy làm bạ đó tôi tội nghiệp mà tôi tha. Nhiều lần tôi cứu tôi sửa lại cho. Một cái đống rác, một cái bãi rác, một cái rum không ra gì. Tôi đây tôi bỏ cái sự quân, tôi bỏ những cái tư thù cá nhân. Tôi quân tử, tôi bỏ ra lòng thành, tôi cứu, tôi sửa lại cho, tôi tặng cho. Có ai mà đối xử với tôi mà với Ngọc Sơn không? Cả đời cái bản mặt của cái tên Ngọc Sơn mà ra ngoài đường đó, không có giá trị lợi dụng mà tôi đưa lên. Rồi bày đặt, làm trò này trò kia với tôi chửi đâu có sai đâu. Người lớn thì phải để con nít đó để con cháu đó nể. Làm người thì phải để người ta nể. Chạy qua tôi lấy tiền xong bợ nịnh tân bốc cũng chạy qua thằng Quý Ngọc bợ nịnh. Xong làm cái giọng sắp xếp hai Việt Kiều. Mà quên cái bộ phận mình, cái con người vị trí mình chỉ là một cái thứ Việt Nam, mấy cái Việt Nam quẹt ăn ké thôi. Ngồi báo thoát ăn ké vào để làm trùm làm cha thôi. Chứ ngon sao mở phòng cứ ế đói sập. Mà mở phòng là bị đánh. Mà đánh nó thì toàn là đồ mất dạy vô để tạo xì cái đồ dư. Có bao giờ mà bao nhiêu lần 16 năm nay mà nghe một người nào cầm microphone mà phân tích về sản phẩm nhạc hay ủng hộ sản phẩm nhạc của một ca nhạc sĩ Ngọc Sơn hay anh ba nào không, hay lên chị phân tích là cái mối giao thiệp con táo này con táo kia, con táo tâm thần, con táo khùng, con táo này con táo kia thôi. Có bao giờ mà có ai cầm máy của phone mình nói về Ngọc Sơn nào, nói được bao nhiêu lần không? Chẳng qua là thấy có mối giao thiệp với tôi làm người yêu tôi cho bên Mỹ này. Tôi không có nhu cầu lập gia đình, thân mang bệnh tật. Tôi sống bất hạnh, tôi làm từ thiện, tôi làm phước, tôi cho. Tôi làm phước, tôi cho làm chị ba, anh ba càng ngày càng mất dạy. Ăn rồi tối ngày cứ ngồi trên đầu tôi làm cái giọng quyền lực. Quyền lực khùng, quyền lực ảo, quyền lực không có thật. Mà nhiều lần tôi rầy cho thức tỉnh ở trên cái YouTube này cũng không chịu thức tỉnh. Mà cứ dắt nhau mà đi gạt quần chúng làm bậy làm bạ là có ngày là ngồi tù một gông. Có đúng không? Chẳng hạn như một ca nhạc sĩ thì phải trung thực sống với cái đạo đức lòng thành của mình. Quần chúng của mình tự nhiên đến với mình, yêu thương mình, cho mình những cái đồng tiền quà bánh, đâu cần đĩ miệng gạt người ta. Cũng như phỏng vấn nhà người nổi tiếng hỏi trong đời tức là suốt đời từ nhỏ tới lớn có ai quan tâm lo cho Ngọc Sơn hay không? Hai mẹ con dắt dao đó không có ai hết. Người ta hỏi không có ai. Không có ai vậy tôi mở phòng làm đám cưới tại báo thoát làm gì cực khổ thức khuya dậy sớm mà bị vào trong cái máy của tôi, phá cái máy 2000 máy của tôi. Rồi bị vào nhà bán ăn cắp tiền vì Ngọc Sơn. Biết bao nhiêu cay đắng. Không có ai quan tâm, không ai lo vậy làm cái chị ba này. Gọi tên làm người yêu làm gì. Không quan tâm lo thì gửi bánh kem tới, gửi tiền. Đặt tiệc sinh nhật làm gì. Bẻ của Ngọc Sơn bà nhận 2.500 đô của tôi. Trước tôi cho bà 1.000 đô bà giữ. Sau đó tôi gửi tới 1.500 thành
50 triệu tôi cho Ngọc Sơn 30 bàn tiệc ở trong nhà, 30-40 bàn tiệc gì mới Việt Nam nói với tôi. Mà tôi về Việt Nam tôi bước vô chẳng thấy cái bàn tiệc nào bao nhiêu hết. Toàn là gạt tôi bóc quét để gạt tiền tôi. Để tôi kể được sự bức xúc của tôi sao. Mà kêu bằng 16 năm biết Ngọc Sơn mối giao thiệp, lợi dụng gạt tiền gạt tình, gạt danh gạt tiếng, lợi dụng tôi từ A tới Z. Rồi tôi về Việt Nam tôi ghé thử, tôi bước vô tôi thấy đâu có bàn tiệc nào mà mấy trăm bàn, mấy trăm người, nói lộn là mấy trăm người. Nghe cái người bầu xô, người bạn của Ngọc Sơn, người Việt Kiều Pháp nói là nhà một lần tổ chức sinh nhật là tới 300-400 người. Mà kỳ đó tôi về tôi ghé thử, tôi bước vô, tôi ước chừng tôi ngó sơ không biết có đúng không, đâu có tới 300-400 người nào đâu. Rồi cái lấy tiền của tôi, tìm một người bệnh tật không dám ăn xài tôi cho, tôi ga lăng tôi giúp, tôi cứu giá, tôi làm chị ba giùm, người yêu giùm, tôi bao luôn cả bàn tiệc cho đừng có phải mắc nợ tiền của anh cả. Tôi đối với Ngọc Sơn và bà Kim Loan tôi coi như người nhà, họ dốc với những người quần chúng của tôi lo thôi. Ngọc Sơn với cái phòng của Ngọc Sơn cũng là quần chúng của tôi, tại bao thoát trước lạ sao quen, ở đâu nhảy ra thành một cái thằng Ngọc Sơn nào mà bỏ tôi, nói tình yêu cho đã xong rồi quay lại không quen. Mà đâu có tốt lành gì ở Việt Nam ôm gái quen cái con nhỏ người tình ở trong nhà ôm ấp, mà cứ lên làm nhục người khác, cứ lên là chị ba cho trái tóc tôm vô giúp á thì kêu vô chị ba giúp, cái quay là cái con đĩ con khùng con nhục bị anh ba bỏ. Tao đâu phải trò chơi của mấy thằng mày, tao đâu phải công cụ của mẹ con mày để mày ngồi mày sai giặt ở Việt Nam. Mày ăn cái chén cơm tao nuôi mà quay lại mày phản chủ từ trên xuống dưới ăn cái chén cơm tao cho, cái gì mà kỳ vậy? Muốn chơi thì đi kiếp người khác mà chơi, người ta thấy tội nghiệp người ta thấy làm không lại giúp cho, chứ ở không làm cái bên này, ở không mà tối ngày trầm cảm suy nghĩ thì bệnh nó nặng, nên tìm cái việc người ta làm. Thành ra may mắn mà được một trái tóc tôm này, trái tóc tôm có một cái cơ hội điều kiện thời thế, người ta cho người ta biết, người ta giúp cho, giúp phi không công mình gọi chửi ai. Bao nhiêu năm nay làm kênh YouTube ở trong nhà kỷ niệm làm sạch hết, xóa sạch không còn cái gì hết, tự tán vô mặt mình. Một cái room làm từ thiện dựa vào nhau sống để gặt được một trái tóc tôm hại, hại mà kêu bằng đánh tuổi toàn giết tự làm nhục, thù trong giặc ngoài, cho ăn cái live show xong đồ khốn nạn đòi trả thù, ngồi dìm chết một đại ca, một người quân tử, một thằng anh ba mà ăn hùa vào những cái sự tị nạn xã hội, những kẻ tiểu nhân để hùa vào đánh một con đàn bà, làm nhục một con đàn bà, hạt hại một con đàn bà, ngồi mà vinh quang trong nước mắt niềm đau của một con đàn bà, thì nghĩ xem có cái chiều sâu có nhục không. Đúng một cách là trả thù trả quán. Cái thế giới online mở phòng ai cũng có quyền mở, không ai có quyền cấm ai. Nhưng mà mở nhiều lần nó thất bại phải biết coi mình ở đâu. Hãy mở mà không ra hồn giết thì mở làm gì nó mang nhục. Mở mà không thành công, mở mà không rực rỡ, mở không trên đầu người khác, mở mà không ăn cắp thì mở làm gì có một thể loại. Mà nói chỉ vậy có 16 năm rồi, làm ăn thất bại cũng vì ba cái chết đói quyền lực ảo. Một cái người vị trí nó khác nhau, không phải mở phòng là ngon. Đồng ý là ai cũng cần mở phòng, mà phải biết cái cách mở, phải có một cái tài, có cái duyên, có cái kêu bằng tâm linh, cái thời thế. Ngay cả tôi cũng vậy, có phải muốn đông là nó đông, lúc nào bề trên người ta cho nó đông là nó đông thôi. Tiền bạc nhà của tôi từng đồng từng xem còn xương với da không dám ăn xài, đi chợ là toàn trả đồ nhiều hơn mua. Vậy mà tháng nào tôi cũng bị bill ấp lạnh, thì ra là có kẻ ăn mày bên cạnh tôi tiền của tôi. Tháng nào tôi cũng bị thâm tiền vô nhà băng hộp đầy. Mà một cái thế giới online hèn hạ bẩn thỉu, ngồi đốt tiền của người khác, đã biết tôi không nhà không cửa khó khăn, rồi gài tôi lấy tài khoản của tôi để làm nhục, làm nhục cho đã xong còn đi ăn cắp tiền, còn đi lên đây xóa sạch kênh YouTube của tôi, còn đã vậy còn bịt miệng tôi lại, tấn công tôi đủ huyết, còn gọi vào chủ nhà của tôi hạ hại tôi. Từ khi trái tóc tôm này bước qua Mỹ này, thân mang bệnh tật hai bàn tay trắng, vô gia cư đôi đất khách quê người, nên đối với tôi nhìn lại tài sản của tôi tự hào. Tôi xài tiền không chuẩn, tôi có cái tật là shopping, đồ đạc của tôi thường mua dự phòng, nó quý tại vì tôi có một mình tôi giữ phòng nên đồ nó ra tùm lum hết. Tôi nghèo, tôi đi lên hai bàn tay trắng, tôi chẳng có gì, nên đối với tôi từng thứ một tôi tiết kiệm tối đa.
Tôi giờ chỉ kẹt một cái chỗ ở căn nhà thôi chứ không có cái gì hết. Tiền bệnh tật người ta cho là cái phước của tôi cấp phải chịu thôi. Tới lúc đó rồi cũng già yếu rồi, không còn làm gì được nữa. Một trái tốt tôm ngồi đây hiên ngang với đời sống. Tôi trên cái YouTube này tôi sùm là cũng vì tại sao vì một cái chữ dân, việc gì tới tôi, những cái chương trình của tôi. Đừng có nói rằng tôi lợi dụng mẹ con Ngọc Sơn làm cho người ta chú ý mình. Chẳng có ai mà lợi dụng một cái thứ Made in Việt Nam quèn trong Việt Nam để mà cho tên tuổi của tôi cần ăn theo đang nhục. Phải cho tôi được những cái vinh quang phú quý chung á, nở mặt giữa mày tôn trọng tôi. Còn đây từ khi mà ngồi trên cái YouTube này, chẳng qua thằng Quý Ngọc đó que nó bỏ xì ke, nó bỏ 5 viên thuốc lắc vào ly nước của Ngọc Sơn. Nó tước tài sản, nó chơi chết, nó lấy tài sản của con bà Kim Long. Tôi mới tò tôi làm cái chị ba tôi gào thét cho YouTube này. Chẳng qua cái mục tiêu tôi là coi chừng nó lại thôi. Bây giờ nó về được, về tới Việt Nam, nó nhập lại là bắt đầu nó hãm hại tôi đủ trò trơn ở trong cái máy của tôi, ở trong má tài khoản của Ngọc Sơn. Nó lấy và nó ăn theo để nó đánh vào kênh của tôi không còn cái gì. Rồi tối ngày dắt vào để mông á, mà gài mở lại cái rung trong bóng thốt mà mở phòng là phải ăn mày, tôi phải gọi tên. Mà đã ngồi trên cái địa bàn người ta lập ra thì làm sao mà chửi trả người ta được. Từ lúc mà báo thoát lập ra mà vào 21, 22 năm về trước, nguyên một cái trang mạng báo thoát không tới 7 phòng. Còn phòng room A thì có 1 phòng, phòng room karaoke có 2-3 phòng, phòng giang hồ quèn có mười mấy 20 khách, làm gì mà lên mấy trăm khách. Từ khi tôi đem tôi đi ra khỏi room, tôi qua tôi đưa cái thằng Vạn Lý Tương Tư, thằng Tạ Đình Thiên, thằng Vạn Lý Tương Tư 806 lên. Tôi cho nó từ một cái thằng quèn 6 khách, 14 khách, 700 khách, ngày nào cũng rần rộ 24 rung, lúc nào cũng mấy trăm khách, lên 700-800 khách. Mà cái phòng của tôi còn kiếm không ra, hay người khác tôi cho, tôi không có nhu cầu mở rung nên tôi qua tôi cho tôi giúp. Giúp từ thằng Vạn Lý mà giúp tới thằng nào tôi không giúp, con nào tôi không giúp. Kể cả cái thằng S17 mở phòng chỉ có 4 khách, bị tẩy chay, bị đánh bao nhiêu lần, không có mở được cái phòng. Tôi qua tôi xuất hiện, tôi coi tử vi, coi bói, coi tướng số. Giờ tôi xuất hiện cái phòng lên 100 mấy, gần 200 khách, mấy trăm khách, không trả một đồng cá xê cảm ơn bao nhiêu lần tôi cứu. Từng kẻ một, từ thằng từng con, từ một cái thằng ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn quèn, cái phòng có mấy khách tôi xuất hiện một cái lên. Tôi nhận cho làm người yêu, tôi chẳng biết mặt mũi là thằng nào. Tôi cho tiền về Việt Nam, tôi gửi tiền cho bà Long, tôi chẳng biết mặt bà là ai. Những gì tôi làm cho mẹ con bà, cho cả cái cộng đồng trang mạng này mà nói ra đồn nhục, trả không hết cái ân tình của một ân nhân là tôi. Tôi là ân nhân của một cái trang mạng báo tốt ăn cơm tôi. Tôi là ân nhân của cái nhà Ngọc Sơn, Ngọc Sơn ăn cơm tôi nuôi. Thông qua Ngọc Sơn tôi cho cả triệu cái miệng ăn bây giờ trong showbiz. Không có tôi đưa lên, tôi tới Việt Nam tôi quỳ đằng trước cửa làm gì? Tôi lại làm việc của 12-11 năm về trước, ở cái cửa nhà 10A Sư Nguyệt Ánh. Không có tôi làm việc có Ngọc Sơn nào trong showbiz mà ngon làm bây giờ ngày nay mà câu view. Mà hở một cái là trả thù số cơ tôi, làm bậy là bả tôi. Tôi chưa bao giờ, hôm nay là 16 năm, thật sự trong con tim của tôi mà tôi không muốn Ngọc Sơn có một cái room cho báo thoát. Mà tại vì tôi tiếc cho nhiều lần mở phòng ngu si, làm cái room lên không nổi, mà ba cái giang hồ, ba cái rác xã hội ăn theo thị trường đồ ngu si. Mà tôi giúp tới tận cửa ở Việt Nam thì lạnh và kêu gạo, không rách ra vẹ, không cần, không thèm. Mà không thèm mà cứ lết vào cái chơi địa bàn của tôi lập ra thì làm sao mà nổi, nổi lên mà kêu bằng mà ăn khách được. Lôi khách cưới vô trong bao tốt mà không có tôi ngồi mà tôi bảo vệ, không có tôi cứu, tôi giúp á thì ôm đầu méo. Lôi học trò, con nuôi, người nhà hay đồng nghiệp này kia vô bao tốt ngồi là thế nào cũng có chuyện, tôi bảo đảm. Nội mà cứ lên mà tạm giam với lên, mà lên mà điều tra với xử lý rồi đi xin lỗi, rồi lỗi phải do cái đất bao tốt này đất sọ nó làm tùm lum mà đủ ngồi tù rồi. Đủ mất tuổi xuân, mất thì giờ rồi. Mà tôi giúp cho thì không chịu. Chỉ có tôi làm room, chỉ có tôi ngồi tại room nhà của tôi là không thằng nào con nào dám hó hé. Tôi ngồi tại cái phòng của tôi là thằng nào con nào dám đụng tới tôi. Tôi nếu mà con người sống ích kỷ thì cứ đóng cửa ở trong nhà mấy trăm đồng tiền bệnh tật, rồi ăn rồi ngủ rồi chơi, rồi em qua ngày thì việc gì tới tôi. Mà chỉ vì một cái thằng Ngọc Sơn, chỉ vì một cái chữ dân,
mà ngồi trả thù mất sách, không còn cái kênh nào. Đồ hèn, đồ tiểu nhân, bày đặt đi vô nhà băng của tôi ăn cắp tiền. Hiện tại tôi nói chuyện với mọi người tôi mất 3.200. 3.200 là bao nhiêu tiền Việt Nam cái gì tính? Một người bệnh tật một tháng đã nhận có bao nhiêu tiền? Tiền để dành rất lâu, trong đó có tiền mẹ cha của tôi cầm cho. Bố của tôi mới qua tặng cho tiền, mới cho tiền cô gái xài. Cầm tiền cho tôi xài là lấy tiền hết. Đồ nhục đi ăn cắp tiền của tôi. Ăn cắp tiền bệnh tật, tiền nghèo, tiền neo đơn, nghiệp tàn tật, tiền bất hạnh, tiền đường cùng, nó nhục lắm. Đừng có tự đằng vô mà nói rằng chơi chết bỏ ghét. Lấy tiền người ta ăn cắp tiền người ta mà chơi bỏ ghét, xài tiền của người ta còn bày đặt làm cái trò trị bỏ ghét hả? Ăn cắp tiền mà gọi là bỏ ghét hả? Đi ra rách cái mình á, đi ra ngoài lao động đó, hay vô bao tót cầm cái hộp lon lên rác mà hoạt động, rồi kiếm cơm, sao không ngon mà đi ăn cắp tiền của người bệnh tật hả? Đồ hèn vậy. Ăn cắp gì mà ăn cắp mà một lần thôi, đói thì cắp một lần đi, người ta cho cái gì mà cắp biết mà con vậy làm hoài. Cà mà cà cho tới cùng cà sạch tiền nhà băng mới chịu. Hai đứa tài phiên, hai tài khoản. Ăn cắp gì mà nhục vậy, đói gì mà đói dữ vậy. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cái thứ gì mà đâu nó nhục mà chân tay bẩn. Cà tiền cà nhà băng của tôi để mà chuyển qua lấy sạch, mới bỏ tiền vô là vét sạch tiền của tôi. Nghĩ mượn cái tài khoản của tôi rồi nước Mỹ đầy cho chùa xài. Mà tôi nói rồi, thằng Tường ở Việt Nam mượn 3 triệu, mượn tiền tôi để dành cực khổ. Tiền của tôi để dành không xài mà tiền ống heo. Tôi cho mượn tiền rồi anh đi làm, anh lãnh lương anh trả. Trả đâu không thấy, đụng xe chết ôm theo tiền của tôi xuống suối vàng. Còn đối với bà Kim Loan cũng vậy. Chẳng qua là tại vì con bà hư lắm, bà không biết dạy con, bà thất đức, bà lớn giọng, bà ngông cuồng tôi biết. Ở đây là nói thật lòng tôi biết là nhà bà rất là nặng nghiệp. Từ lúc bà con bà và bà xòe tay lấy tiền của tôi mà chửi vô mặt tôi, hay là cái room mở phòng mà mượn danh tôi để chửi tôi mỗi ngày, là tôi biết nhà bà sẽ có chuyện. Từ khi bà lợi dụng cô Bằng Lăng Tiếp, em Bằng Lăng Tiếp mà sỉ nhục tôi là cái nghiệp rất nặng cho mẹ con bà. Mẹ con bà thông đồng ăn rơ, âm mưu, có tổ chức, có tính toán, có cổ suý với lại thằng Quý Ngọc, có tập đoàn của bà. Mà tôi mà tố cáo, tôi làm lá đơn vào trong công an Việt Nam, nhà bà gọi tù một gông. Bà đi cướp tài sản của tôi là 50 triệu. Tôi cho bà một bài học được, tôi dẫn cổ bà bằng cái đồn công an. Mà tôi còn chưa thèm làm, tôi tha cho bà một cái mạng. Đó là cá nhân bà với tôi. Bởi vì tôi chẳng phải cho tiền bà để mua tình, để bởi đích một bà mẹ chồng hèn, mẹ chồng dơ. Tôi cho tiền về Việt Nam để cứu thằng con bị thằng Quý Ngọc đang hãm hại. Nên tôi tạo mối quan hệ đẹp, tôi thi sinh, tôi nhịn nhục. Mà cái tiền tôi gửi về cho bà là bên trong tôi còn đi mượn, để có người làm chứng cho tôi, để không mẹ con bà nói bậy tôi. Tiền tôi gửi lại không phải để cho bà lợi dụng Ngọc Sơn. Bà móc tiền tôi, bà gài tôi làm con dâu để bà gạt tiền tôi, bà xạo cái mặt tôi. Mà tiền tôi cho bà làm thủ quỹ, để bà giúp tôi lo cho Ngọc Sơn, để Ngọc Sơn có cái chỗ đứng. Tôi làm phước cho làm một cái chỗ mà kêu bằng tôn trọng Ngọc Sơn, kéo khách này kia. Để tôi kể cho các ban ruột, con nuôi, người nhà, luật pháp, luật sư của Ngọc Sơn nghe. Tôi kể xong rồi luật sư của Ngọc Sơn thấy nhục, hay là những người bên Ngọc Sơn tự nhiên thấy ối, thấy nhục. Nhục gì đã làm bậy tôi là hay là binh bậy. Binh thì binh cho đúng chứ đừng có binh bậy. Bởi 16 năm là tôi là người binh giật Ngọc Sơn và bà Kim Loan qua cái bóp của tôi nè. Tôi là người binh họ chứ không phải tôi hại họ như người ta tưởng. Tôi mà không binh giật họ, tôi ngồi trên YouTube để tôi nhắc tên họ làm gì. Tối ngày lợi dụng vào cái sự mà mở được cái kênh, đánh phá vào cái kênh của tôi, report bịt miệng, nói rằng là trái tống tôm này không xứng làm vợ làm dâu. Vậy thử hỏi vô cái mặt của bà thờ bà Kim Loan, bà có dạy con bà thật lòng với người ta không? Bà ngồi ở bên Việt Nam dám kêu không xứng với xứng, ở bên Mỹ là người ta muốn chết chạy với khóc dạy. Người ta bệnh tật còn chưa giác đủ can đảm để mà quen con bà, chấp nhận con bà hay chấp nhận nhà bà làm nhà chồng. Bởi vì nghèo bệnh tật người ta tự trọng. Dù có nói gì nào cũng bác cái trò môn đăng hộ đối, tôi thừa biết. Tôi có liêm sĩ tự trọng, nên tôi chỉ cho phép mình làm bạn, là một người bên cạnh, một chiếc bóc bên đường, một chỉ ba trên danh nghĩa. Danh nghĩa là tôi cho mẹ con bà mượn, tôi cho con bà mượn làm người yêu, làm chỉ ba 16 năm dài.
Con người của tôi quân tử, tôi dư công lạc gia đình, tôi dư bao thoát không cần. Tôi mệt lòng, tôi không có cần cái gì cho tôi, nên tôi cho. Tôi giúp khắp cả thiên hạ thì con bà cũng như nhau, bà như nhau. Bà người lớn, tôi tôn trọng một tiếng người lớn, một tiếng giả, tiếng thưa. Tôi cũng gọi bà một tiếng mẹ. Mẹ ở đây là tôi nâng đỡ bà, tại vì nhà bà Made in Việt Nam, người ta coi thường mẹ con bà. Người ta khinh mẹ con bà nghèo nàn, cái đạo đức. Nói miệng ra là người ta chỉ chửi con bà. Người ta nhắc cái tên Ngọc Sơn, người ta khinh, người ta chửi không. Bà như cái mền rách con bà cũng vậy. Nên tôi là một người đàng hoàng, tôi mới mượn cho ra làm chị ba, anh ba để con bà nở mặt đỡ mày, để bà bớt nhục, con bà bớt nhục. Người ta cứu giúp mẹ con bà 16 năm. Còn nhà mẹ con bà thấy cái tôi với quyền lực ảo, ngồi sân si bắt thang cho tiểu nhân đánh phá tôi. Đến Việt Nam thì gọi nhà hàng tiệm quát đuổi tôi, ngông cuồng tự đại, muốn đòi giết tôi giữa Việt Nam, ngồi báo cáo và đòi chơi cho tôi chết, để đứng tim chết trên bàn phím. Tôi đã không có tiền bạc xài, tôi kẹt trong mùa Covid, còn đi ăn cắp sách tiền bệnh tật của tôi tháng này. Tôi không còn tiền đi chợ, kẹt trước hụt sau, có thế thảm không? Có phải là đồ độc ác không? Mà tiền tôi đi chợ, cục đồ ăn của các bé sốc ở trước cửa, tôi trả bill, trả tiền trong nhà. Tháng này tôi đi chợ, tôi mua đồ mà tôi không có mua được, tiền vì tiền nhà băng nó hụt. Tôi không có tiền ở trong nhà băng, là bắt đầu là tôi phải là ở trong nhà, còn cái gì tôi ăn cái đó trong hai cái tủ lạnh. Tủ lạnh của chính tôi và một chút của chủ nhà đây. Cuộc đời tôi đã thê thảm, má hồng phận bạc. Tôi mang tay mang tiếc, tôi làm chị ba. Nhưng trong lúc tôi làm chị ba, tôi mang tay mang tiếc, thì Ngọc Sơn ôm gái, chơi đỉ từ trong nhà ra ngoài đường, tới online, tới truyền thông, tới ra xã hội. Có người con gái nào mà cực khổ với tôi mà ngồi để giúp cho Ngọc Sơn không? Đó, tôi đưa hình lên, tôi chứng minh. Tôi chứng minh rõ đó. Tôi gửi mấy lần về Việt Nam tôi giúp. Tôi hô hào tên tuổi, tôi tới Việt Nam 2 lần. Tôi chợt chân vì Ngọc Sơn, vì bà Kim Loan, vì con trai bà, mà cái chân của tôi hôm nay suốt đời đau ở trong cái đầu gối. Nói ra thì bà và Ngọc Sơn có trả tiền cho tôi không? Cái đầu gối của tôi bị thương ở trong nội thương. Cái chân của tôi bị nội thương và tàn phai nhan sắc. Khi tôi ở đây tôi nằm đường, thì con bà đã ở Việt Nam tung tăng làm đại ca, làm đại vương, làm sói ca, làm quyền lực ở trong Việt Nam, trong showbiz, ở trong xã hội, để tung tăng câu view như cái báo thoát ngày xưa, làm đại ca anh hùng, anh ba của trong giang hồ. Ngọc Sơn chẳng biết rằng nhờ tôi mà bên cạnh tôi, mà tôi cho cái thời, tôi cho Ngọc Sơn con trai bà, rồi bà ăn theo. Vì con bà và bà không biết, y như cái báo thoát không biết sự ảnh hưởng của tôi. Chứ con trai bà làm cái gì trong 10 năm qua, mười mấy năm qua, thử đếp ngược dòng thời gian, bán bao nhiêu sản phẩm nhạc, mở bao nhiêu cái show của Ngọc Sơn mà người ta coi. Bây giờ lần đầu tiên Ngọc Sơn mới tổ chức show diễn, mới tung tăng làm sản xuất nhạc này kia mới đây. Sao ngày xưa không để tôi giúp? Tôi đến Việt Nam từ mười mấy năm về trước, là tôi muốn lập ra một cái trung tâm ca nhạc cho Ngọc Sơn con trai bà. Tôi đích thân tới Việt Nam, tôi làm tất cả mà con bà tối ngày kiêu ngạo cung đồ. Tối ngày khinh tôi qua lớp áo, nhìn người qua lớp áo. Tối ngày sân si một cái báo thoát ích kỷ, xong và độc ác mang di, vô cảm với bà. Người ta chửi cả cái báo thoát làm nhục tôi. Bà ở Việt Nam bà cười hề hề trên cái điện thoại. Bà nói người ta chọc tôi cho vui. Bà lạnh cảm, vô cảm, người ta làm nhục, người ta xúc phạm vào tôi. Tôi cực khổ, tôi làm con dâu giùm cho bà. Con trai bà độc ác, con trai bà bất hiếu, không chịu lấy vợ, không biết đôi tân tối ngày mở phòng, mở động đĩ, động giang hồ. Bà ngồi bà ủng hộ con, bà mở cái phòng, người ta rủa vào nhà bà. Rủa thì bà và con bà ăn cái nghiệp, cái những cái gì mà độc ác bắt bớ gì tới tôi mà trả thù tôi. Tôi ngồi tôi làm lợi cho mẹ con bà. Tôi làm lợi xong rồi một mình con bà ăn chưa đủ, cho bà ăn xong rồi mẹ con bà dắt tay đi chia với thằng Quý Ngọc lên đầu tôi. Ăn những công quả thành quả mà tối ngày trả thù. Cái gì mà độc ác mà vô cảm vậy? Làm người thì phải chừa cho người khác một con đường sống, là chừa cho chính mình. Đuổi tận giết tuyệt mình, làm sạch tích cơ YouTube, thì lấy ở đâu thằng anh ba ra còn cái tâm linh phong thủy mà ăn cơm. Từ ngày tôi không cho nữa, tôi nói bề trơ tôi giấy, thì cái nhà Ngọc Sơn bây giờ ăn so với mấy năm trước ăn được bao nhiêu? Từ từ rồi ông trời cũng lấy lại hết cái gì của tôi thôi. Không có tôi còn làm chị ba nữa thì ở đâu mà ra được. Cái đám ăn theo Ngọc Sơn 16 năm, tôi cho cái gì đi theo.
đi vô cái phòng của Ngọc Sơn ngồi lấy cái phòng chửi cả tôi đánh tôi mỗi ngày. Rồi hai mẹ con ngồi binh, binh từ điện thoại binh về tới Việt Nam, binh qua tới Super YouTube này làm bậy làm bạ. Tối ngày lớn giọng để binh thằng Quý Ngọc lấy lòng. Rồi sai biểu nó giao thiệp với nó lấy tôi làm nạn dân tấn công tôi. Mà sao nguyên cái bao tốt, cái xã hội người ta tấn công không dám làm gì hết, mà đụng mình tôi à, mắc cười không? Mà cái đi lấy một người bệnh tật, một người neo đơn, một người vô gia cư, mà gọi tôi một con tâm thần, một con khùng, mà tối ngày sân si với con khùng này, con tâm thần này có nhục không? Cái chiều sau nó có nhục không? Đi ăn cắp tiền bệnh tật nó nhục, nó hèn lắm. Cho tiền cà phê chung chi cái thứ tiểu nhân, kéo ra 4-5 thằng đàn ông công an Việt Nam gài tôi ba bên Zalo lấy thông tin tôi bên Mỹ, rồi gài luôn số điện thoại của tòa đại sứ quán Việt Nam để hãm hại tôi. Tưởng đặt ở Mỹ giao tiền với Ngọc Sơn rồi muốn làm gì làm hả? Rồi vô trong bao tóc mà đặt vào cái tài khoản bao thoát của tôi để bịt miệng, làm cho cái đích của tôi không cầm mít được, hãm hại tôi đủ thứ. Ăn bao nhiêu tiền vậy? Ăn bao nhiêu tiền để trả thù và làm gì cái trò hề vậy? Trò dơ trò bệnh vậy hả? Sao bà dơ quá vậy?